chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Danh hài Trấn Thành và những phát ngôn về tình yêu để đời. Bên cạnh tài năng, điều khiến Trấn Thành trở thành hàng hiếm của showbiz Việt, đó chính là những câu nói truyền cảm hứng chạm đến trái tim của số đông những người đang yêu, từng yêu và có thể là chưa yêu. Cách nhìn về tình yêu rất sâu sắc nhưng cũng vô cùng chân thành, thể hiện qua những phát ngôn để đời. Ngày xưa Harry Won đâu có gầy được như bây giờ. Tôi đâu có bắt vợ mình gầy đâu, nhưng cô ấy tự thấy tôi đang nói đúng. Gầy thì sẽ đẹp hơn nên mới giảm cân. Không ai sinh ra để hợp nhau, mình phải tự thay đổi vì nhau. Vợ chồng tôi cũng vậy. Harry Won đã phá vỡ mọi quy tắc mà Trấn Thành đặt ra, dù cô không phải là mẫu hình có thể làm anh rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua trường hợp của nam MC, không khó để nhận ra một chân lý. Một khi trái tim rung động, mọi tiêu chuẩn sẽ trở nên vô nghĩa. Nhiều người sẽ đồng cảm với quan niệm này của nam MC. Trong chương trình Người ấy là ai, nam MC tâm sự: bạn có thể nói thẳng vào mặt tôi là bạn không còn yêu tôi nữa, nhưng ít nhất nên cho tôi một dấu chấm hết để tôi bớt hy vọng lại. Dù lý do gì đi chăng nữa, nói dối cũng được, ít ra có một lý do, người ta sẽ dễ quên hơn. Không ít người, khi bị đối phương nói lời chia tay, họ vẫn ngơ ngác không hiểu mình đã làm gì sai và vượt vã với hàng vạn những thắc mắc, những câu hỏi. Người mạnh mẽ thì có thể đứng vững được, nhưng với những người yếu đuối, hay chỉ ít là họ yêu thật lòng, thì phải mất rất nhiều thời gian sau đó vết thương mới nguôi ngoai. Phát ngôn này của nam MC tại chương trình Người ấy là ai mùa 2 được coi là đã thức tỉnh hàng triệu cô gái đang đâm vào yêu bằng 100% trái tim và sức lực, không cần biết đến bản thân. Người đàn ông đó bỏ rơi em vì em yêu anh ta hơn anh ta yêu em. Chúng ta phải hiểu rõ một điều rằng nếu may mắn, mình gặp được một người mình yêu suốt đời. Còn không may mắn, hãy cứ gặp nhiều người và chọn người cuối cùng tốt nhất ở lại với mình. Trấn Thành nói dựa trên chính hoàn cảnh và tính cách mà anh đã sở hữu, đã trải qua. Đối với Trấn Thành, bạn nên ngông cuồng hơn tôi. Bản chất tôi là một con thú săn mồi. Đừng cho tôi biết tôi đã đạt được thứ tôi mong muốn. Với Trấn Thành, yêu đúng cách là khi biết chia đều năng lượng cho công việc, cho gia đình, cho sở thích cá nhân, chứ không nên dốc hết sức lực cho việc yêu đương. Đây là câu chuyện không của riêng ai, bởi ít ai yêu thật lòng mà tỉnh táo. Câu chuyện yêu một ai hơn cả bản thân sẽ tạo ra một tình yêu đáng nhớ, nhưng duy trì lâu dài thì không nên, bởi tâm lý ai cũng vậy, ăn một món quá nhiều lần thì sẽ nhanh chán chường. Chuyện kết hôn là chuyện trăm năm, làm thế nào để vào ngày cưới, cảm xúc của mình là yêu người đó nhiều nhất. Với Trấn Thành, anh cần ở người bạn đời sự bao dung, anh hiểu rằng bản thân cũng cần phải có tính cách đó, bởi đây là điều kiện tiên quyết duy trì một cuộc hôn nhân bền vững. Bạn yêu một người, đừng đòi hỏi họ 10 điểm. Bạn yêu họ mà 7 điểm là đã cảm ơn trời Phật. Phải biết cách chấp nhận 3 điểm không ổn của họ. Đưa ra lời khuyên dành cho một cô gái từng chia tay mối tình sâu đậm vì bạn trai cô chọn sự nghiệp thay vì tình yêu. Trấn Thành chỉ hỏi ngắn gọn: khi anh ta nói anh ta chọn sự nghiệp, em nghĩ đó là lý do hay là cớ? Và anh dành lời khuyên dành cho các cô gái đang chơi một ván bài mạo hiểm, đặt cược tuổi thanh xuân vào một mối tình. Đàn ông có nhiều thời gian hơn, phụ nữ có thể mất tất cả. Nhưng có một cái mất rồi nhưng lấy lại không được, đó chính là thanh xuân. Em phải tỏa sáng, phụ nữ được quyền ích kỷ trong thời thanh xuân hoàng kim của họ. Đừng bắt người ta yêu thương mình khi bản thân chưa yêu thương mình. Tuổi không đáng sợ bằng sự khô cằn của con người bên trong. Tuổi là mặt cấu tạo sinh học cơ bản của con người, còn tâm hồn mới là tuổi thật sự. Nếu em là người đàn ông mạnh mẽ, em sẽ lớn hơn người phụ nữ của em dù cô ấy có hơn tuổi em. Hơn ai hết, Trấn Thành có quyền nói câu nói này, bởi như anh từng tự thống kê, trong cuộc đời của anh, 80% người mà anh yêu đều lớn tuổi hơn anh. Thậm chí Trấn Thành còn từng đùa anh đã tốt nghiệp khóa phi công lái máy bay bà già. Tính cách cố hữu của Trấn Thành chưa bao giờ thay đổi. Tôi sợ phụ nữ trẻ con, tôi thích phụ nữ chín chắn. Anh không biết mình sẽ yêu nhau đến bao nhiêu lâu, nhưng đến khi mình muốn buông tay nhau nhất thì nghĩ đến những khoảnh khắc đáng yêu nhất, để mình có thể vị tha cho nhau, cùng nhau đi hết quãng đời của mình. Anh không biết anh có thể làm được gì cho em, nhưng đây là điều anh muốn. Anh muốn kể từ nay,
Hadi Won sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất. Chỉ cần những câu nói này thôi, đã có rất nhiều cô gái phải ghen tị với Hadi Won rồi. Nói về cuộc tình với Hadi Won, Trấn Thành cho rằng anh là người may mắn. Tôi không tự cho mình tốt hơn ai hết, tôi chỉ cho rằng mình may mắn phù hợp với người mà tôi đã gặp. Yêu và cưới trong khoảng thời gian khá ngắn ngủi, nhưng đến giờ anh và Hadi Won vẫn hạnh phúc bên nhau, đập tan mọi nghi ngờ và định kiến mà anti-fan đã dành cho họ. Trong quá khứ, vợ anh có thể có một mối tình lâu dài, nhưng sai thời điểm. Cho đến khi cô nên duyên vợ chồng với anh như một duyên số được sắp đặt sẵn, không thể chối bỏ. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.